Rồi chị phải chống gậy đi. Và giờ chị có thể tự đi được. Đúng không? Thấy rất nhẹ đi. Dạ, nhẹ đi. Rồi đứng bình thường nhưng mà đều bắt cái bệnh run đó. Thấy khi nào tôi bị tôi hồi hộp quá lại cái cơn run nhanh hơn. Đúng rồi, mình chị. Do đó là chị phải thương nhiều và thương mình, rồi thương chồng, rồi thương mọi người thì chị mới mau khỏi được. Nè, là chị có nhắn nhủ gì anh Thái không? Cảm ơn anh Thái. Cảm ơn anh Thái đi. Nhiều điều tốt. Rồi chị có hy vọng là ngày nào chị đi hát bài được không? Dạ, hy vọng. Ồ, hay quá. Bây giờ xin cảm ơn chị. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.